Chấn động, tiên tri chính xác 100%, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, có 7 dấu hiệu này, được Phật trời che chở hộ trì. Đón vận may liên tiếp, trúng số độc đắc, tiền vàng nhét chật két, trả sạch nợ nần, đổi đời xứng tầm đại gia. Mến chào quý cô bác anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi của chúng tôi ngày hôm nay. Quý cô bác anh chị thân mến, trong cuộc sống, có những người luôn được Phật trời che chở, ban phước lành và dẫn dắt vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đó là những người có căn lành, luôn tỏa sáng với những phẩm chất đặc biệt và sự bình an trong tâm hồn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 7 dấu hiệu nhận biết người có căn lành, đặc biệt là đối với tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Bạn có tò mò muốn biết mình hoặc người thân thuộc tuổi Giáp Thìn có phải là người được Phật trời che chở hay không? Đừng bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của video này. Vì những thông tin chúng tôi sắp chia sẻ sẽ giúp bạn nhận diện những phẩm chất quý báu, những dấu hiệu đặc biệt mà chỉ người có căn lành mới có. Những người sinh năm Giáp Thìn, với sự mạnh mẽ và khôn ngoan, thường mang trong mình một sức mạnh tiềm ẩn và sự linh thiêng mà ít ai có thể nhận ra. Những dấu hiệu đặc biệt này không chỉ giúp họ vượt qua mọi trở ngại, mà còn đem lại may mắn, tài lộc và sự bình an trong cuộc sống. Hãy cùng chúng tôi khám phá xem những dấu hiệu đó là gì và chúng biểu hiện như thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Trong video này, chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết về từng dấu hiệu từ những hành động nhỏ bé đến những phẩm chất lớn lao, giúp bạn hiểu rõ hơn về sự che chở của Phật trời và cách mà căn lành hiện diện trong cuộc sống. Những thông tin này không chỉ giúp bạn tự tin hơn vào bản thân, mà còn giúp bạn nhận ra những người thân yêu có căn lành xung quanh mình. Hãy thư giãn và chuẩn bị sẵn sàng để lắng nghe những thông tin hữu ích mà chúng tôi mang đến. Đừng quên nhấn nút like và subscribe kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video hấp dẫn và bổ ích khác. Chúng ta hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì, dành cho tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 ngay bây giờ. Tiết lộ chấn động về 7 dấu hiệu tuổi Giáp Thìn 1964 là người có căn lành được trời Phật che chở hộ trì, dễ đổi đời tiền nhiều hơn trúng số độc đắc. Cô bác anh chị Giáp Thìn thân mến, cuộc đời vô thường, thế sự khó lường, nhân sinh vô thường. Nào ai biết ngày mai sẽ ra sao, việc gì đến, chuyện gì đi, rất khó có thể lường trước được. Nhân sinh là như thế, thời gian như nước chảy qua cầu, được mất vô định, họa phúc vô căn. Vật đổi sao rời, hết thảy đều không ngừng biến hóa. Thế gian dẫu đẹp con người cũng chẳng thể gắn bó được bền lâu, đến và đi là tùy duyên phận. Đời người chắc hẳn có nhiều điều không như ý, đôi khi ta biết điều đó sai, nhưng thân thể ta không cho dừng lại, tâm trí ta bị rối loạn. Nếu bản thân có thể thay đổi được những điều đó thì quá tốt, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Thế nên chúng ta cần học cách làm quen với những việc này và chấp nhận chúng một cách vui vẻ. Hãy học cách để có thêm kiên nhẫn và khoan dung và độ lượng. Hãy cố gắng nhìn cuộc đời mình và mọi người thân thiện và nhẹ nhàng hơn, cũng đừng nên quá lo lắng. Nếu khi bị thất bại hãy để cho quá khứ đi qua, hãy tập trung vào giây phút hiện tại, không cần phải gợi lên những ký ức không vui và lấp vùi chính mình trong đó. Thuyền thuận gió êm thì ít, mà ngược dòng nước chảy, gió đảo thuyền ngang lại nhiều, và đó mới thực là cuộc sống. Vậy nên cứ tùy tự nhiên, thản nhiên đối diện được mất sẽ giúp ta có được tháng ngày ung dung tự tại. Con người sống trên đời lấy vô thường làm bạn, nên sẽ có những lúc gặp chuyện không như ý, hay có những điều suy nghĩ hoài mà chưa thấu tỏ. Tuy nhiên, thời gian qua đi, tới một lúc nào đó ta sẽ dần dần minh bạch, giật mình nhận ra rằng thì ra hết thảy đều là an bài tốt nhất, trong cuộc đời không có ai mãi thành mà không bại. Sống như ý trọn vẹn trăm năm, chuyện đời biến ảo luôn đến vào lúc ta không ngờ tới nhất. Có khi đang vui lại phải buồn, có khi đang giàu dĩ lại gặp cảnh hân hoan. Tất cả đều không sao đoán định được, nếu có thể vững vàng đối diện với thực tại, đối diện với được mất, công danh lợi lộc đến và đi cứ thản nhiên đón nhận, ấy mới thực là người minh trí. Đời người tuy dài mà lại ngắn, trăm năm qua đi chỉ như cơn gió thoảng, yêu ghét, vui buồn, chức trọng quyền cao, cuối cùng cũng chẳng khác nào mây bay khói tỏa, sống ung dung. Đối diện vô thường, không cầu danh cũng chẳng mong gì lợi, bởi trên đời vạn sự tùy duyên, và muốn thành thì cần có thiên thời địa lợi nhân hòa. Nay thời cơ đã đến, vậy muốn địa lợi nhân hòa nữa thì phải làm thế nào? Cô bác anh chị Giáp Thìn hãy chú ý theo dõi hết video mà Minh Đường Tử Vi sắp chia sẻ dưới đây để biết thêm đầy đủ chi tiết về vận may này nhé. Dạ vâng thưa quý vị, trong cuộc sống đầy thách thức và biến động, lòng kiên trì và sự vị tha khoan dung là những phẩm chất quý báu mà mỗi con người nên có. Đức Phật với trí tuệ và từ bi vô lượng đã dạy cho chúng ta những bài học sâu sắc về sự kiên trì và lòng khoan dung. Những lời dạy của Ngài không chỉ giúp chúng ta tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, mà còn dẫn dắt chúng ta đến một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc hơn.
Lòng kiên trì, theo lời Đức Phật, là một trong những yếu tố quan trọng để đạt được sự giác ngộ và an lạc. Trong cuộc hành trình tìm kiếm chân lý, Ngài đã trải qua biết bao khó khăn và thử thách. Đức Phật luôn nhấn mạnh rằng, không có thành công nào đến một cách dễ dàng. Mỗi bước tiến trong cuộc sống đều cần sự kiên trì, bền bỉ và lòng quyết tâm không ngừng nghỉ. Ngài từng nói, dù đi từng bước nhỏ hãy cứ đi, bởi vì sự kiên trì sẽ đưa bạn đến đích. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, dù gặp phải bao nhiêu khó khăn, chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc, chúng ta sẽ đạt được những gì mình mong muốn. Sự vị tha khoan dung là một trong những phẩm chất cao quý mà Đức Phật luôn đề cao. Ngài dạy rằng, lòng khoan dung không chỉ mang lại hạnh phúc cho người khác, mà còn giúp chúng ta giải thoát khỏi những ràng buộc của sự giận dữ và hận thù. Trong kinh điển, Đức Phật kể nhiều câu chuyện về lòng từ bi và sự tha thứ. Một trong những câu chuyện nổi tiếng là câu chuyện về Angulimala, một kẻ sát nhân được Đức Phật cảm hóa và trở thành một vị tu sĩ đắc đạo. Qua câu chuyện này, Đức Phật muốn truyền đạt rằng mọi người đều có thể thay đổi và xứng đáng nhận được sự tha thứ. Lòng kiên trì và sự vị tha khoan dung không chỉ là những đức tính cần thiết để đạt được sự giác ngộ, mà còn là nền tảng để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Khi chúng ta kiên trì, chúng ta không chỉ vượt qua được khó khăn, mà còn trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Khi chúng ta khoan dung, chúng ta không chỉ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác, mà còn giải phóng bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực, sống một cuộc sống an lạc và thanh thản. Đức Phật đã dạy chúng ta rằng, cuộc sống là một hành trình dài đầy thử thách, nhưng với lòng kiên trì và sự vị tha khoan dung, chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn và tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Những lời dạy của Ngài không chỉ là những triết lý sâu sắc, mà còn là những bài học thực tiễn, giúp chúng ta sống một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn hơn. Hãy để lòng kiên trì dẫn lối chúng ta vượt qua mọi trở ngại, và hãy để lòng khoan dung làm dịu đi những nỗi đau và giận dữ. Bằng cách đó, chúng ta không chỉ trở thành những con người tốt đẹp hơn, mà còn góp phần xây dựng một thế giới hòa bình và hạnh phúc hơn. Trước khi đi vào lá số cải vận cho cô bác anh chị Giáp Thìn và tìm hiểu 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì, ta cùng tìm hiểu sơ lược về cá tính của tuổi Giáp Thìn có mệnh số giàu sang, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Hãy cùng các nhà chiêm tinh học tìm hiểu một chút về vận số cuộc đời tuổi Giáp Thìn để thấu hiểu vận số năm 2024 và đường đời vận mệnh về sau của cô bác anh chị Giáp Thìn sinh năm 1964. Khi xem tử vi thấy rằng, tuổi Giáp Thìn 1964 mang mệnh hỏa, tức Phú Đăng Hỏa, bản chất của ngọn lửa là mang lại ánh sáng, năng lượng. Chính vì vậy, Phú Đăng Hỏa rất nhiệt tình với bạn bè, luôn giúp đỡ và quan tâm người khác vô tư hết mình. Tuy nhiên, vì là lửa nên bản tính họ ít nhiều nóng nảy, dễ cáu bẳn. Phú Đăng Hỏa là người có ý chí, nghị lực, luôn nỗ lực hết mình để đạt được hoài bão ước mơ. Tuy nhiên, mệnh này gặp phải nhiều điều không như ý muốn, do là lửa trong đêm nên rất dễ bị ngả nghiêng trước ý kiến nhận xét của những người xung quanh. Phú Đăng Hỏa là ngọn đèn soi sáng, vì vậy những công việc đòi hỏi tính khám phá, mở lối tìm đường như nghiên cứu khoa học, giáo dục, điều tra sẽ phù hợp với họ. Giáp Thìn được cho là có tính cách chân thành, hiếu thảo và rộng lượng. Trong bài viết này chúng ta sẽ khám phá những đặc điểm nổi bật của tuổi Thìn và cách nó ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Cuộc đời Giáp Thìn sẽ có những giai đoạn sau. Giáp Thìn tuổi nhỏ học giỏi nhưng gặp khó khăn. Trong giai đoạn từ 1 đến 18 tuổi, Giáp Thìn thường có năng khiếu học giỏi. Giáp Thìn xuất sắc trong việc tiếp thu kiến thức và thường được nhận xét là thông minh. Tuy nhiên, Giáp Thìn cũng gặp phải khó khăn trong cuộc sống. Điều này có thể bởi vì sự nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng bởi những áp lực xã hội và gia đình. Tuổi trung niên, địa vị, quý nhân và hôn nhân thuận lợi. Từ 19 đến 40 tuổi, Giáp Thìn thường có cơ hội phát triển địa vị trong công việc và xã hội. Giáp Thìn thường gặp được những quý nhân và có thể dễ dàng xây dựng mối quan hệ tốt với người khác. Đặc biệt, hôn nhân của Giáp Thìn thường thuận lợi và hạnh phúc. Hậu vận duyên tu đạo nhưng cô đơn. Từ 40 đến 70 tuổi, Giáp Thìn có duyên tu đạo, có thể tìm thấy ý nghĩa sâu sắc trong việc tu dưỡng tâm hồn. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, họ có thể trải qua cảm giác cô đơn và cảm thấy khó khăn trong việc thiết lập mối quan hệ xã hội. Hướng tốt và hướng xấu. Hướng tốt cho Giáp Thìn là Nam, Tây Nam và Đông Nam. Đây là những hướng có thể mang lại may mắn và thành công trong cuộc sống của Giáp Thìn. Hướng xấu là chính Tây, nơi mà Giáp Thìn cần tránh để tránh gặp phải những trở ngại và rủi ro không mong muốn. Kết luận, Giáp Thìn tính cách chân thành, hiếu thảo và rộng lượng, mang đến những đặc điểm độc đáo và ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của những người sinh vào tuổi này. Dù có khó khăn trong tuổi trẻ, nhưng Giáp Thìn có thể đạt được địa vị và hạnh phúc trong tuổi trung niên. Trong hậu vận, Giáp Thìn có thể tìm thấy ý nghĩa sâu sắc trong việc tu dưỡng tâm hồn. Với hướng tốt và hướng xấu, Giáp Thìn có thể điều chỉnh hướng đi của cuộc sống,
để đạt được thành công và tránh những rủi ro không mong muốn. Tuy nhiên, tử vi cũng cảnh báo Giáp Thìn trong năm 2024 phạm thái tuế, nên Giáp Thìn cần thận trọng tránh đầu tư mạo hiểm. Đây được coi là một năm chính xung khi Thìn gặp Thìn. Dĩ nhiên rồng vốn quen bay trên trời, cũng có những thuận lợi, cũng sẽ có những khó khăn, khiến Giáp Thìn không thể lường trước được. Đây là một năm tuổi, năm có nhiều khó khăn vất vả và chông gai của Giáp Thìn, có Giáp Thìn lao đao công việc, cũng có Giáp Thìn tình cảm bi ai, lại có Giáp Thìn tiền bạc hư hao, phân nhiều Giáp Thìn tâm tư chán nản. Năm 2024 không phải là một năm tốt, nó được tính là mùa đông trong cuộc đời của Giáp Thìn, nó là một năm của sự nhiều dự định, lắm ước mong, gieo trồng nhiều hạt giống, nhưng ngóng mãi chưa thấy mọc lên. Tuy 2024 không phải một năm tốt, nhưng nó lại là một năm cần thiết, nó là năm tiền đề, là năm nền tảng, là năm Giáp Thìn đặt đôi chân đầy thương tích lên bệ phóng. Để chuẩn bị cho một năm 2025 bay cao và bay xa, lại nói đông qua thì xuân tới, như một quy luật tất yếu của thiên nhiên. 2023 là mùa đông trong bản mệnh của Giáp Thìn, mùa của những mất mát, những suy tư, những mong muốn khó thành hiện thực. Thì tương ứng 2024 sẽ là mùa xuân của Giáp Thìn, mùa của sự phát triển, của sự đâm chồi nảy lộc, của sự đơm hoa kết trái. Giáp Thìn không phải một người nông dân giỏi. Trong 2023 là mùa đông, mùa của sự lụi tàn, Giáp Thìn lại thích đi làm cái mới, thích khởi nghiệp cái lạ, vì Giáp Thìn nóng tính, phải ngay và luôn. Nên Giáp Thìn không chờ được dù biết thời cơ chưa chín muồi, nên đành coi như là một năm đặt nền tảng cho 2025, Giáp Thìn xây nhà từ cái nền móng đấy và đi lên. Bước sang tháng mới, tháng Tân Mùi, vận trình của Giáp Thìn dường như chưa có đột phá rõ ràng, nhưng cũng không gì quá đáng ngại. Những chuyển biến tích cực vẫn xuất hiện và chỉ cần bản mệnh nỗ lực nghiêm túc, chắc chắn sẽ đạt được thu hoạch xứng đáng. Trong tâm hồn Giáp Thìn, Nguyệt lệnh lâm đất dưỡng vẫn hiện hữu, đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng về hướng đi và mục tiêu cần đạt được. Giáp Thìn sở hữu nhiều ý tưởng và tham vọng, và may mắn là được sự chú ý của cấp trên. Tháng này, sự trợ vận từ Thái Dương Cát Tinh là điều may mắn, quý nhân sẽ đến và chỉ đường cho bạn, đặc biệt là nam mệnh có nhiều cơ hội được hỗ trợ thăng tiến. Tuy nhiên, vẫn cần nhớ rằng, vận khí vẫn chưa thực sự vượng và thành công phụ thuộc chủ yếu vào sự nỗ lực của bản thân. Đừng chỉ hy vọng vào người khác mà quên đi tự lực cánh sinh. Tài lộc trong tháng ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường. Đừng phó mặc cuộc sống vào thứ tài mà hãy tập trung vào công việc chính. Đôi khi sự chia rẽ sẽ khiến cho mục tiêu xa vời hơn, nên hãy kiên nhẫn và kiên định trên con đường đã chọn. Trên phương diện tình cảm, sao Thiên Diêu chủ đào hoa mang lại nhiều tin vui, mọi mâu thuẫn và xích mích đều được giải quyết, tạo điều kiện cho mối quan hệ hài hòa và phát triển. Người độc thân sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ và tìm kiếm một nửa yêu thương trong tháng này. Hãy tin tưởng vào số phận và mở lòng đón nhận những hạnh phúc đang đến bên bạn. Tiếp theo sau đây là tử vi chi tiết từng phương diện. Về sự nghiệp, trong tháng này, nếu Giáp Thìn đang hy vọng vào cơ hội chuyển mình mạnh mẽ trong công việc, hãy chuẩn bị tinh thần cho việc phải nỗ lực nhiều hơn. Để đạt được mục tiêu của mình, mặc dù thành công có thể không đến quá nhanh chóng, nhưng với sự nỗ lực hết mình, bạn sẽ cuối cùng đạt được những gì mình mong muốn. Đồng nghiệp và cấp trên sẽ không thể phủ nhận rằng những thành tựu bạn đạt được là kết quả của công sức và nỗ lực không ngừng nghỉ. Tháng này, sự hiện diện của Nguyệt lệnh lâm đất dưỡng, đây là dấu hiệu cho thấy rằng Giáp Thìn cần phải biết rõ hướng đi và cần phải tập trung vào các mục tiêu của mình. Giáp Thìn đã có nhiều ý tưởng và tham vọng, và việc được chú ý bởi cấp trên cũng là một lợi thế. Chỉ còn một thời cơ vàng để thực sự bứt phá và tiến xa hơn, mặc dù có sự trợ vận từ Thái Dương Cát Tinh, nhưng vận khí vẫn chưa thực sự vượng. Do đó, Giáp Thìn hãy dựa vào nỗ lực của bản thân và tránh chỉ hy vọng vào sự giúp đỡ từ người khác. Hãy hành động thận trọng và cẩn thận để tránh những rủi ro bất ngờ. Lời khuyên dành cho Giáp Thìn là hãy xác định rõ hướng đi của mình và phát huy tối đa năng lực cá nhân, đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào đang đến với Giáp Thìn. Nếu Giáp Thìn có ý định khởi nghiệp hoặc thay đổi công việc, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Hãy sử dụng sao Lục Bạch chủ chức vụ ở phương vị chính nam để bài trí phong thủy hợp lý và thu hút may mắn trong công việc. Về tài lộc, trong tháng Tân Mùi này, tài lộc của Giáp Thìn vẫn ổn định, chưa có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Mặc dù không có sự đột phá, nhưng việc giữ được tiền trong túi vẫn là một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, cần nhớ rằng không nên vội vàng làm cho tài khí hao tổn. Thu nhập của Giáp Thìn chủ yếu đến từ công việc chính, và mọi chi tiêu trong cuộc sống đều phụ thuộc vào nguồn thu này. Dù các chi phí phát sinh có vẻ nhỏ nhặt, nhưng khi tích tụ lại có thể trở thành một số tiền đáng kể. Do đó, cân nhắc và kiểm soát thu chi là rất quan trọng để tránh tình trạng cháy túi, thứ tài gần như không mang lại thu nhập gì.
và việc đầu tư mà không có sự nghiên cứu kỹ lưỡng có thể dẫn đến thua lỗ, đặc biệt là đối với những lĩnh vực mạo hiểm hoặc biến động lớn như chứng khoán hay bất động sản. Vì vậy, tốt nhất là hãy tập trung vào công việc hiện tại và tránh xa những rủi ro không cần thiết. Theo lời khuyên của Phi Tinh Tháng, việc dọn dẹp góc Tây Nam trong nhà là một điều cần thiết, đó là góc tài khí tụ trong tháng này. Và việc giữ cho không gian này sạch sẽ và gọn gàng sẽ giúp tài khí dồi dào hơn, cũng như giữ cho tiền bạc luôn ổn định. Giáp Thìn cũng có thể thử đặt một vài đồng tiền xu, hoặc thậm chí là một tượng cóc ba chân ở góc Tây Nam để thu hút tài lộc vào nhà. Điều này có thể giúp thúc đẩy công việc thuận lợi hơn, tiền bạc hanh thông và bạn sẽ nhận được nhiều hơn. Về sức khỏe, tin vui đến với Thìn trong tháng 4 âm lịch, vận trình sức khỏe tương đối tốt. Điều này giúp Giáp Thìn ít gặp phải các vấn đề sức khỏe đáng lo ngại. Tình hình sức khỏe của người Giáp Thìn hiện đang duy trì ở trạng thái ổn định, không có dấu hiệu của bất kỳ căn bệnh nghiêm trọng nào. Những cảm cúm nhẹ và tình trạng ốm vặt do thời tiết thay đổi có thể xảy ra, nhưng sẽ nhanh chóng hồi phục với sự chăm sóc đúng cách. Việc quản lý chế độ ăn uống và giấc ngủ là rất quan trọng. Trong mùa chuyển mùa khi nguy cơ lây nhiễm bệnh tăng cao, việc duy trì vệ sinh cá nhân và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể là điều không thể thiếu. Ngoài ra, việc tập luyện thể dục thể thao, uống đủ nước và ăn các loại thực phẩm theo mùa cũng đều có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe. Bên cạnh đó, việc tránh xa các loại thực phẩm chứa hóa chất, bảo quản không có lợi cho cơ thể cũng là một điều Giáp Thìn cần lưu ý. Tóm lại, việc chăm sóc sức khỏe đúng cách bằng cách duy trì chế độ ăn uống và giấc ngủ khoa học, tăng cường vệ sinh và sức đề kháng, cùng việc thực hiện các hoạt động thể dục thể thao, đấy chính là chìa khóa để duy trì một cơ thể khỏe mạnh và năng động cho Giáp Thìn. Về tình duyên gia đạo, trong một cuộc sống hôn nhân, sự hài hòa và yên vui trong gia đạo là điều mà bất kỳ ai cũng mong muốn. Đó là thời điểm lý tưởng để vợ chồng cùng nhau hâm nóng tình cảm, giải quyết những mâu thuẫn đã tồn tại. Mặc dù cuộc sống hàng ngày có thể đầy bận rộn với công việc, nhưng việc sắp xếp thời gian một cách hợp lý là rất quan trọng. Điều này giúp cả hai có thêm cơ hội để tận hưởng khoảnh khắc bên nhau, chia sẻ những điều về cuộc sống và tình cảm, từ đó tạo điều kiện cho tình yêu thăng hoa. Ngoài ra, có thể các cặp đôi sẽ bắt đầu suy nghĩ về tương lai và việc xây dựng một tổ ấm chung. Mặc dù nhận thức về những khó khăn và thách thức phía trước có thể tồn tại, nhưng tình yêu lớn lao và sự đoàn kết sẽ giúp họ vượt qua mọi trở ngại. Và chính từ sự đoàn kết này, họ sẽ có thể xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc và bền vững. Lời khuyên cho các cặp đôi trong thời gian này là hãy dành thời gian và tình cảm cho nhau, thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau trong mọi tình huống. Đồng thời, hãy tự tin và kiên nhẫn đối diện với những thách thức và khó khăn. Vì tình yêu và sự đoàn kết sẽ là chìa khóa giúp họ vượt qua mọi gian khó và tạo nên một cuộc sống hôn nhân đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Quý vị thân mến, bạn cũng cần bổ sung cho mình một vật phẩm phong thủy để trừ tiêu giải nạn, gia tăng tài lộc cho mình như tượng hồ ly phong thủy. Tượng hồ ly không những giúp tình yêu của bạn thêm bền vững mà còn tăng cường sự lãng mạn trong chuyện tình cảm. Nếu Giáp Thìn đang độc thân, biểu tượng này sẽ thu hút những người trung thủy và chân thành ở lại với tuổi Giáp Thìn 1964. Tượng hoa mẫu đơn phong thủy. Hoa mẫu đơn được mệnh danh là bà chúa của các loài hoa. Loài hoa này thể hiện vẻ đẹp sang trọng, quý phái, sức hấp dẫn nồng nàn. Cảm xúc của sức trẻ toát ra mạnh mẽ, tinh hoa của nó toát ra đem lại vẻ đẹp, sức quyến rũ và may mắn trong tình yêu. Vì vậy, khi đặt tượng hoặc tranh hoa mẫu đơn tại cung tình duyên Tây Nam, trong phòng ngủ để tình yêu và nhân duyên của người tuổi Giáp Thìn 1964 được tốt đẹp. Mặt dây chuyền hồ ly phong thủy. Với người đang yêu, mặt dây chuyền hồ ly sẽ giúp mối quan hệ ổn định và đi đến hôn nhân. Khi sở hữu vật phẩm này, người từng tổn thương tình cảm có thể hàn gắn vết thương, vị tha, tinh thần và con tim rộng mở, đeo sợi dây chuyền hồ ly bên người tuổi Giáp Thìn 1964 để chúng phát huy công dụng. Vòng thạch anh tím phong thủy. Vòng thạch anh tím là loại đá quý rất được tôn sùng và ngợi ca trong thời xa xưa của lịch sử. Nó biểu tượng cho một tâm trí sáng suốt, điềm tĩnh và quyền lực tâm linh. Nó cũng được tin là có khả năng giải độc, chữa bệnh, trừ tà, đem lại may mắn, tình duyên cho người tuổi Giáp Thìn 1964. Tượng Nguyệt Lão phong thủy. Hình tượng Nguyệt Lão dưới bóng trăng, dùng sợi chỉ hồng buộc cuộc đời của hai người xa lạ lại với nhau, trở thành điển tích, không chỉ có ý nghĩa tâm linh mà còn mang đậm phong thái văn chương nghệ thuật. Đó không những là niềm tin tín ngưỡng của người xưa, mà còn phản ánh thái độ coi trọng hôn nhân, tôn trọng tình cảm đôi lứa, vợ chồng là do trời an bài, là nhân quả gieo từ kiếp trước nối sang kiếp này, nên phải trân trọng, gìn giữ, không dễ buông tay. Nguyệt Lão nối tơ hồng cho người tuổi Giáp Thìn 1964,
nhưng người giữ tơ ấy chính là người vợ, người chồng. Tượng chim uyên ương phong thủy. Đôi chim uyên ương được xem là biểu tượng cho tình yêu chung thủy và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cho người tuổi Giáp Thìn 1964. Hình ảnh uyên ương trong phòng ngủ tượng trưng cho hạnh phúc của hai người vừa mới tìm được nhau. Treo hình ảnh của đôi uyên ương sẽ giúp đàn ông và phụ nữ tuổi Giáp Thìn 1964 độc thân gặp được may mắn về tình duyên. Đặc biệt, bài trí biểu tượng uyên ương ở góc tây nam của phòng khách sẽ tăng gấp đôi năng lượng chủ về tình yêu. Bông thạch anh tím phong thủy. Bông thạch anh tím hỗ trợ tích cực cho não bộ, giúp giải tỏa căng thẳng và chống đau đầu. Người già hoặc những người đang trong tình trạng căng thẳng có thể đặt thạch anh tím trong phòng ngủ để cải thiện giấc ngủ, giúp ngủ sâu và ngon giấc cho người tuổi Giáp Thìn 1964. Màu tím thủy chung của thạch anh tím là món quà tuyệt vời cho người phụ nữ. Chúng cũng được cho là làm cho phụ nữ hướng thiện và sống thủy chung. Hang thạch anh tím phong thủy. Thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, tích tài tụ lộc, trấn trạch, trừ tà, hóa giải hướng xấu, giúp tinh thần tập trung cao, công việc hiệu quả, tăng vận tình duyên, đem lại may mắn trong tình yêu và hạnh phúc cho người tuổi Giáp Thìn 1964. Cầu thạch anh tím phong thủy. Quả cầu đá thạch anh tím mang trong mình nguồn năng lượng dương dồi dào bởi nó luôn hấp thụ linh khí, dương khí của trời đất. Chính vì vậy mà quả cầu đá được xem là biểu tượng của trí tuệ, sự may mắn và quyền lực cho người tuổi Giáp Thìn 1964. Từ xưa con người đã biết chế tác những quả cầu từ những loại đá tự nhiên, đặc biệt là đá quý để trừ tà, thu hút vượng khí, thể hiện sự quyền lực của mình, đem lại may mắn cho con đường tình duyên cho người tuổi Giáp Thìn 1964. Quý anh chị thân mến, ai chẳng muốn mình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nhưng anh chị có biết rằng, có nhiều người muốn thành công bạn phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có được hay không? Cổ nhân nói, sống chết có số, phú quý do trời, bởi vậy với hết thảy sự tình trong cuộc sống, thuận theo tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Người ta sở dĩ phiền não phần lớn đều là vì lo được lo mất hoặc canh cánh trong lòng một số sự tình nào đó. Người ta thông thường đều ở trong cường điệu bản thân quá mức hoặc truy cầu quá nhiều rồi không đạt được mà đánh mất đi sự khoái hoạt, tương hòa vốn có mà rơi vào đau khổ. Mọi việc không cần phải cố ý đi thể hiện, hãy dùng tâm thái bình thản, tự nhiên để xử lý các sự tình trong cuộc sống. Hết thảy thuận theo tự nhiên mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Nếu khi gặp khó khăn, tìm không ra phương pháp giải quyết tốt nhất, chúng ta nên để nó thuận theo tự nhiên. Có câu chuyện kể rằng, thời xưa có một vị thư pháp nổi tiếng đến một ngôi chùa cổ kính, theo lời mời để viết một bức hoành phi. Lúc ông ngồi viết, một người học trò cưng đi theo ông ngồi bên cạnh và mài rất nhiều mực. Đồng thời, với mỗi bức mà thư pháp ra viết, người học trò này đều thẳng thắn đưa ra những ý kiến đánh giá. Sau khi viết xong một bức, người học trò của ông nói, thưa thầy, bức này viết không đẹp. Mỗi một bức mà thư pháp ra viết, người học trò của ông đều cảm thấy không hài lòng, cho rằng ông chưa thể hiện ra hết thực lực của bản thân. Vị thư pháp gia viết rất nhiều bức, nhưng người học trò đều có chung một nhận xét, bức này so với bức trước còn xấu hơn. Vị thư pháp gia nén lòng viết đến 84 bức mà vẫn không nhận được lời khen ngợi của người học trò. Cuối cùng, người học trò của ông xin phép đi ra ngoài. Ông nghĩ thầm, cuối cùng cũng tránh được ánh mắt của cậu ta rồi. Thế là vị thư pháp bình tâm tĩnh khí, viết một bức với tâm thái vô cùng thoải mái tự nhiên, không để tâm đến kết quả ra sao. Sau khi người học trò quay trở lại phòng, nhìn thấy bức hoành phi, liền thốt lên, thật sự là một kiệt tác. Phàm làm việc gì, khi làm mà canh cánh trong lòng mong muốn đạt được kết quả như ý, thì thường lại bị thất vọng, không cầu. Thuận theo tự nhiên mà làm, tự nhiên lại đạt được kết quả như ý. Đây chính là điều mà cổ nhân nói, không cầu mà tự được. Thái Tương là nhà văn, nhà thư pháp, một vị quan nổi tiếng thời Bắc Tống. Ông có một bộ râu rất rậm, nên mọi người thường gọi ông là Mỹ Nghiêm Công. Tống Nhân Tông rất thích bộ râu của Thái Tương, nên có một lần hỏi đùa ông rằng, không biết ban đêm khi ái khanh ngủ, chòm râu này đặt ở trong hay ở ngoài chăn bông. Thái Tương nghe thấy câu hỏi này thì giật mình, vì chính ông cũng chưa bao giờ để ý đến điều đó. Vì thế, ông không thể trả lời được. Đêm đó, khi Thái Tương ngủ, ông hết đặt chòm râu ra ngoài chăn, rồi lại cho vào trong chăn. Cuối cùng, cả đêm ông không ngủ được, vì không biết nên đặt ở trong hay ở ngoài cho thích hợp nhất. Về sau, ông mới hiểu ra, đó là lúc bình thường căn bản không cần để ý dẫu ở bên trong chăn hay ở bên ngoài chăn, hãy để nó thuận theo tự nhiên là hơn hết. Kỳ thực, con người ngủ như thế nào, thức dậy như thế nào đều là việc rất tự nhiên. Nếu trong lòng có chấp nhất, gượng ép thì lại thành ra trái với tự nhiên. Một khi đã trái với tự nhiên thì làm sao có thể có được sự thoải mái. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, một con chó nhỏ không ngừng chạy vòng quanh mà đuổi theo cái đuôi của mình. Sau một hồi chạy đuổi như thế,
sức cùng lực kiệt. Nó nằm dưới đất thở hổn hển. Bỗng có một con chó lớn đi qua hỏi nó đã xảy ra chuyện gì. Con chó nhỏ đáp, một người bạn đã nói cho tôi biết, nếu tôi có thể đuổi được cái đuôi của mình, thì tôi vĩnh viễn có được hạnh phúc và khoái hoạt, cho nên tôi mới đuổi theo cái đuôi của mình, mà bị sức cùng lực kiệt như thế này. Con chó lớn thật thở dài một tiếng rồi nói, lúc ta còn trẻ cũng được nghe qua người khác nói như vậy, ta cũng làm như vậy mà sức cùng lực kiệt giống như ngươi bây giờ, nhưng sau này ta chợt nhận ra, khi ta theo đuổi khoái hoạt và hạnh phúc, thì nó lại vĩnh viễn không ở trước mặt ta, giống cái đuôi này. Trái lại, khi ta không tận sức truy đuổi, hết thảy đều để thuận theo tự nhiên, mới phát hiện ra rằng, hạnh phúc và khoái hoạt nguyên là ở phía sau, ngày đêm đi theo ta, chính như cái đuôi này vậy. Hạnh phúc và khoái hoạt là một phần của cuộc sống, chỉ là rất nhiều người thế gian không biết thưởng thức như thế nào, rất nhiều người mỗi ngày đều truy đuổi danh lợi, địa vị và hưởng thụ vật chất, khiến tinh thần mệt mỏi sức lực cùng kiệt, mà vẫn không đạt được niềm hạnh phúc và khoái hoạt thực sự. Người ta không biết được rằng rất nhiều thứ trong cuộc sống chỉ có thuận theo tự nhiên mới có thể đạt được, cưỡng cầu là không thể được. Cảnh giới cao nhất của nhân sinh chính là không cầu mà được, phàm là việc gì cũng không nên cố ý cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên, tùy ngộ mà an, vận khí tốt và hạnh phúc sẽ thuận theo đó mà đến. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây đã khép lại. Kính chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị Giáp Thìn trong các video sau của Minh Đường Tử Vi lần sau.